Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 3 tháng 8. Hoàng Anh Gia Lai nhận hat-trick giải thưởng tháng 7 V-League 2022. Văn Lâm có thể trở lại Việt Nam chơi bóng. U18 nữ Việt Nam vào chung kết U18 nữ Đông Nam Á là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Hoàng Anh Gia Lai nhận hat-trick giải thưởng tháng 7 V-League 2022. Ở V-League 2022, Hoàng Anh Gia Lai khởi đầu tháng 7 bằng trận hòa 1-1 trên sân Quy Nhơn trước khi hạ Đà Nẵng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Nguyễn Công Phượng. Đội bóng phố núi sau đó tiếp tục đá Thanh Hóa bằng cách lần lượt vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh 2-0, Bình Dương 2-1 và Thanh Hóa 2-0 để vươn lên vị trí thứ 3 với 16 điểm. Thành tích đó giúp Hoàng Anh Gia Lai chiến thắng ở giải thưởng đội bóng hay nhất tháng 7, giúp Hoàng Anh Gia Lai bất bại. Huấn luyện viên Kiatisak được vinh danh ở mục huấn luyện viên hay nhất. Nguyễn Văn Toàn, tiền đạo ghi 3 bàn trong 5 trận của Hoàng Anh Gia Lai trong tháng 7, được bầu là cầu thủ hay nhất. Trước đó, tiền đạo quê Hải Dương tịt ngòi suốt từ đầu mùa. Chỉ một hạng mục không thuộc về Hoàng Anh Gia Lai là bàn thắng đẹp nhất. Pha lập công được vinh danh lần này là cú tung người vô lê nâng tỷ số lên 2-0 của Phan Văn Đức, giúp Sông Lam Nghệ An hạ Hải Phòng ở vòng 9. Văn Lâm có thể trở lại Việt Nam chơi bóng. Sau khi xác nhận việc đang tìm biến đấu mới cho thủ thành Đặng Văn Lâm, người đại diện Andrei Grusin mới đây đã bất ngờ có mặt ở Việt Nam. Điều này mở ra khả năng cựu ngôi sao của câu lạc bộ Hải Phòng có thể trở lại V-League thi đấu. Đây là cơ hội để thủ thành mang hai dòng máu Việt Nga lấy lại phong độ và sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục ngôi vương AFF Cup, giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Những ngày qua xuất hiện thông tin Hoàng Anh Gia Lai của huấn luyện viên Kiatisak sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ thủ thành Đặng Văn Lâm. Hiện tại, vị trí người gác đền cho đội bóng Phú Núi đang được trao cho cầu thủ trẻ Văn Lợi và Trung Kiên. Trong khi đó, cả Huỳnh Tuấn Linh lẫn Lê Văn Trường đều dính chấn thương và không thể góp mặt trong các trận đấu gần đây. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin trên mạng xã hội. Hiện phía Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa chính thức lên tiếng về thông tin này, trong khi Đặng Văn Lâm vẫn chưa giải quyết xong chuyện thanh lý hợp đồng với đội bóng Nhật Bản Cerezo Osaka. U18 nữ Việt Nam vào chung kết U18 nữ Đông Nam Á. Đội tuyển U18 Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào chung kết giải bóng đá nữ U18 vô địch Đông Nam Á 2022 sau khi vượt qua đội tuyển U18 nữ Myanmar ở trận bán kết diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 8. Ngay khi bắt đầu trận đấu, đội tuyển U18 nữ Việt Nam đã chủ động chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Nhưng phải đợi tới phút thứ 26, các cô gái của chúng ta mới có bàn mở tỷ số từ cú đá bồi chuẩn xác của Đỗ Thị Anh Mỹ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, U18 nữ Việt Nam tiếp tục chủ động tấn công để gia tăng cách biệt về tỷ số. Lần lượt Minh Chuyên và Nhật Lan ghi bàn mang về lợi thế dẫn trước 3 bàn cho đội bóng áo đỏ. U18 nữ Myanmar có được bàn thắng danh dự ở phút 80. Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Hoàng Vân tiếp tục nâng tỷ số lên 4-1 cho U18 nữ Việt Nam. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Akira Iziri trong trận chung kết là U18 nữ Australia. Đội đã đánh bại U18 nữ Thái Lan với tỷ số tối thiểu 1-0 sau 120 phút thi đấu. Trận chung kết giải U18 nữ Đông Nam Á sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 8. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn từ chức huấn luyện viên trưởng Quảng Nam. Sau 9 vòng đấu ở giải hạng nhất quốc gia mùa này, Quảng Nam đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Họ có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Ở vòng đấu gần nhất, Quảng Nam thua sát nút 2-3 trước Long An trên sân khách. Không hài lòng với thành tích của đội bóng, huấn luyện viên Dương Hồng Sơn mới đây đã xin từ chức và được ban lãnh đạo câu lạc bộ Quảng Nam chấp thuận. Chia sẻ về quyết định này, cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam cho biết: "Tôi xin nghỉ vì đội có thành tích không tốt để người khác làm thay. Tôi thấy mình không đem lại may mắn cho câu lạc bộ Quảng Nam lúc này." Theo các nguồn tin, người thay thế ông Dương Hồng Sơn sẽ là huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Nhà cầm quân người Nghệ An được kỳ vọng sẽ giúp câu lạc bộ Quảng Nam bắt kịp nhóm dẫn đầu và chiến đấu trong một trong hai suất thăng hạng. Về phía huấn luyện viên Dương Hồng Sơn, nhà vô địch AFF Cup 2008, nhiều khả năng sẽ trở lại câu lạc bộ Hà Nội phụ trách công tác đào tạo trẻ. Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam đặt tham vọng lớn ở giải châu Á. Chiều ngày 2 tháng 8, lãnh đạo VFF đã có buổi gặp gỡ và làm việc với tân huấn luyện viên trưởng Diego Giustori về kế hoạch hoạt động cũng như mục tiêu của đội tuyển Futsal Việt Nam đặt ra trong giai đoạn tới. Nhà cầm quân người Argentina từng đưa đội tuyển quê hương ông lên ngôi vô địch ở Futsal World Cup 2016. Chia sẻ về quyết tâm khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam, ông Diego Giustori cho biết: "Ước nguyện và quyết tâm lớn nhất của tôi khi đến Việt Nam là đến khi tôi rời đi thì Futsal Việt Nam ở thời điểm đó phải tốt hơn Futsal Việt Nam hiện tại. Tôi đến Việt Nam là bắt tay ngay vào công việc bởi trong 6 tuần nữa chúng ta sẽ phải giành chiến thắng tại vòng chung kết Futsal châu Á. Sau đó chúng ta sẽ phải cùng ngồi lại để vạch ra một kế hoạch để phát triển các đội trẻ cũng như làm cách nào để phát triển tốt hơn các giải trong nước. Tôi rất cảm ơn VFF đã đặt niềm tin vào tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể đạt được thành quả tốt nhất cho Futsal Việt Nam." Giải vô địch Futsal châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 tại Kuwait. Đội tuyển Futsal Việt Nam nằm chung bảng đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Trên đây là những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý ngày 3 tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.